Không chào đào thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Nếu có đau đớn mới là tuổi trẻ, vậy thì có chào đào mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chào đào một chút cũng không sao. Sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên trưởng thành. Đây chính là thông điệp mà cuốn sách Nhân sinh muôn vẻ, đừng vội so đo muốn đem đến cho bạn đọc, giúp người trẻ chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về thế giới quan của chính người trẻ, về cuộc sống, về những giá trị trong đời và về hạnh phúc. Mỗi người trong số chúng ta đều đã và đang hạnh phúc, nhưng kỳ lạ thay, chính chúng ta lại không cảm nhận được hạnh phúc của chính mình. Chúng ta luôn bị gắn liền với những suy nghĩ, phải có cái này, cái kia, phải là người này, người kia thì mới là hạnh phúc. Ai mà chẳng có nhu cầu hạnh phúc, quyền của con người mà. Nhưng hạnh phúc là như thế nào thì không phải ai cũng biết. Và thực tế cũng chỉ ra rằng chúng ta đang tự tay chôn vùi hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng, nhưng đó có thể xem là mục tiêu của đời người. Tôi muốn gia đình tôi hạnh phúc, tôi muốn mình hạnh phúc, tôi muốn những người tôi yêu thương thật hạnh phúc. Có phải đây là một trong những lời cầu nguyện hạnh phúc của chính bạn không? Và đã bao giờ bạn thực sự thấy lời nguyện cầu ấy trở thành hiện thực chưa? Hạnh phúc đôi khi không xa vời như mọi người nghĩ. Hạnh phúc chỉ xuất phát từ những thứ đơn giản nhất xung quanh chúng ta mà thôi. Tôi muốn gia đình tôi hạnh phúc, nhưng bao lâu rồi bạn không về ăn cơm nhà? Bao lâu rồi bạn không hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, ông bà mình? Bao lâu rồi bạn không dành thời gian chơi với lũ trẻ trong nhà? Đã bao lâu rồi, bạn có nhớ chính xác không? Cuộc sống hối hả, bận rộn cuốn chúng ta vào vòng quay của công việc, của những mối quan hệ xã hội mà quên đi mất gia đình chính là cội nguồn của hạnh phúc. Nụ cười tươi của lũ em trong nhà, ánh mắt yêu thương của mẹ, vòng tay ấm áp của ba, cái vuốt tóc tình cảm của ông bà. Đã bao giờ bạn nhận ra đó chính là hạnh phúc chưa? Hạnh phúc thực ra là những gì bạn đang có trong tay mà thôi. Với bạn, có thể đó là điều hiển nhiên, là lẽ thường. Nhưng có thể với những người khác, những đứa trẻ mồ côi, những người sống xa nhà, đó là cả bầu trời hạnh phúc. Vì thế ngay lúc này, hãy trân trọng những gì bạn đang có nhé. Bởi nếu mất đi rồi, điều bạn coi là hiển nhiên đó sẽ trở thành mục tiêu hạnh phúc mà bạn không bao giờ tìm lại được nữa. Tôi muốn mình thật hạnh phúc, quyền con người mà, ai mà chẳng ước mình hạnh phúc. Nhưng liệu bạn có đang thật sự cảm thấy hạnh phúc không? Nếu bạn cố tình tỏ ra mình là một người cực cool, bạn sẽ không bao giờ cool. Nếu bạn phải cố gắng để hạnh phúc, thì bạn cũng không bao giờ hạnh phúc được cả. Có lẽ vấn đề chỉ đơn giản là chúng ta đang cố gắng thái quá. Hạnh phúc cũng giống như những loại cảm xúc khác, nó không phải là thứ bạn có thể đạt được. Bản chất của hạnh phúc là tác dụng phụ của các chuỗi sự kiện, trải nghiệm cuộc sống của chính chúng ta. Điều này rất dễ nhầm lẫn, nhất là khi hạnh phúc trở thành một khái niệm được marketing như một mục đích sống của con người. Vô vàn những lời mời chào mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Hãy mua sản phẩm X và bạn sẽ hạnh phúc. Hãy tham gia khóa học Y và trở thành người hạnh phúc. Nhưng thực chất chúng ta không thể mua được hạnh phúc và cũng không có cách nào để đạt được nó cả. Hạnh phúc là điều tất yếu sẽ xảy ra trong cuộc sống, là điều tự nhiên có thể đến bất cứ lúc nào. Và nó chỉ đến khi mà cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo bạn tạo ra mà thôi. Bởi thế, đừng cố gồng mình lên chống chọi và khẳng định với cả thế giới rằng tôi hạnh phúc, nếu như bạn không thực sự cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui đích thực trong cuộc sống xung quanh mình. Lúc còn bé, ai cũng đã mường tượng ra khi lớn lên mình sẽ ra sao, sẽ là người thế nào. Cũng bởi lý do đó, chúng ta luôn ao ước mình trở thành người lớn thật nhanh để làm được những gì mình muốn. Tự lái xe, tự đi bầu cử, theo đuổi đam mê, làm những gì mình thích mà không bị bố mẹ ngăn cấm. Nhưng khi lớn dần lên, chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành người lớn, thì chúng ta lại ao ước được bé lại, trở về làm những đứa trẻ ngây thơ, vô lo, vô nghĩ. Những áp lực của cuộc sống, guồng quay hối hả của công việc, các mối quan hệ độc hại đã và đang gò bó, giết chết sức lực của những người trẻ chúng ta. Nhưng các bạn ơi,
đừng vội đổ lỗi cho tuổi trẻ, đổ lỗi cho những áp lực ấy, bởi đó sẽ là quy luật tất yếu của quá trình trưởng thành. Những vấp ngã, những chênh vênh, những cảm xúc tiêu cực, những chán nản sẽ là những bài học của trưởng thành sau này. Tuổi trẻ mà không phải trải qua suy sụp thì làm sao có thể trưởng thành, phải không? Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn? Đã bao giờ bạn ngồi thừ người ra và tự hỏi rốt cuộc mình là ai và mình từng là ai? Đã bao giờ bạn muốn trút bỏ tất cả những vướng bận, những ồn ào của thành phố hoa lệ, chạy về ôm lấy vạt áo mẹ và khóc? Đã bao giờ bạn nghĩ rằng để trưởng thành, trái tim mình phải trải qua bao vết xước chưa? Đôi khi cách tốt nhất để vượt qua những khó khăn, những sợ hãi là đối mặt trực tiếp với hiện thực của cuộc sống. Sẽ chẳng có ai sẵn sàng vươn tay ra nâng đỡ bạn ngoài bạn. Tuổi trẻ mà, khó khăn, gian truân là điều không thể tránh khỏi. Cứ tạo cho mình vài vết xước thật to, vài cú ngã thật đau, để lại vài vết sẹo sâu cũng được. Sau đó cứ khóc cho hết nước mắt, cho qua cơn buồn, rồi mạnh mẽ đứng dậy. Bạn đang sở hữu một năng lực siêu nhiên mà đó giờ bạn quên mất. Đó là tuổi trẻ. Những vết xước, vết sẹo và cả những cú ngã đau nhớ đời ấy sẽ trở thành những kinh nghiệm, những bài học quý giá của tuổi trẻ để bạn có thể trưởng thành trong tương lai. Nỗi buồn của trẻ con là khi mất đi món đồ chơi nó yêu thích, còn nỗi buồn của người trưởng thành là thứ mình buộc phải tự tay ném đi thôi. Chúng ta có thể không biết mình trưởng thành như thế nào, có thể đến một ngày nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nụ cười cũng chẳng còn trong veo một màu. Chúng ta đợi đón chuyến tàu trưởng thành cũng giống như việc đến lúc phải gửi lời chào tạm biệt người bạn hồn nhiên năm xưa, vẫy tay làm quen với một bà cô già nua hay cằn nhằn và cực tính. Đi qua những ngày tháng chung chênh, dù muốn hay không, chúng ta đều học được cách để lớn lên, cách để trưởng thành. Bạn đã bao giờ nghĩ cuộc sống của mình liệu có ý nghĩa gì hay chưa? Mỗi cá nhân sống trên đời cũng chỉ vì mục đích đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình mà thôi. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta phải tìm đến bao giờ? Mỗi người chỉ có một đời để sống, vì thế hãy sống thật hạnh phúc, mỉm cười với những gì mình đã đi qua, trân trọng những gì mình đang có và cố gắng hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Chúng ta là những người trẻ, vì thế hãy làm theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của chính mình. Có thể trên đường đi, chúng ta phạm phải những sai lầm, những vấp ngã, mạnh dạn đứng lên và biết tiếp bạn nhé. Dù có ngã cả chục lần thì ít nhất chúng ta cũng không phải hối tiếc vì những thứ đã đi qua. Không hối tiếc vì chúng ta dám làm, dám chịu. Ít nhất chúng ta đã sống hết mình, cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của chính mình. Trong tim mỗi người đều có một ngọn lửa thắp sáng. Ngọn lửa đó là niềm khao khát cháy bỏng nhưng thầm kín. Trách nhiệm của mỗi người là giữ cho nó cháy sáng. Cuộc đời rất ngắn và chúng ta chỉ có một lần để sống. Đừng dại dột mà dập tắt đi ngọn lửa đam mê của chính mình. Mỗi ngày cố gắng một chút và khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi cả một con đường thật dài và thật đẹp. Ngọn lửa hy vọng trong tim luôn cháy sáng thì ngọn lửa niềm tin vào chính mình cũng đừng vụt tắt bạn nhé. Bản thân ta vừa là người bạn tốt nhất, cũng là kẻ thù lớn nhất. Hãy học cách chấp nhận cả ưu điểm và nhược điểm của chính mình. Tôi là tôi, đơn giản vậy thôi. Bạn không cần phải là người hoàn hảo, bởi không ai hoàn hảo tuyệt đối cả. Nhưng bạn xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Tất cả những gì cần làm là sống thật với chính mình, sống thật tốt cuộc đời của mình. Một bộ phim thật hay và chân thực, mà trong đó bạn là nhân vật chính. Hạnh phúc nằm trong bạn. Nó chính là cách bạn suy nghĩ, cách bạn nhìn nhận bản thân, cách bạn đưa ra lựa chọn và tạo lập thói quen. Lăng kính mà bạn chọn để nhìn nhận cuộc sống tiết lộ cách bạn đối xử với chính bản thân mình. Dùng biết ơn, học cách tự hài lòng và bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Nếu bạn thấy khó khăn để cảm nhận được hạnh phúc, hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và hít sâu, rồi thở chậm rãi. Này nhé, hãy cảm ơn trái đất vì đã có đủ oxy cho sự sống của bạn. Mỗi hơi thở bạn hít vào đều có ít nhất một người chút hơi thở cuối cùng ra đi. Bạn may mắn đấy chứ,
bởi bạn vẫn còn thời gian để sống, để tận hưởng những điều yêu thương và cả những điều buồn giận.